áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, how are you today? It's very nice to see you again. And in today's video, we continue unit 1. In this lesson, we together discover lesson 1C, listening. Are you ready for our lesson today? Ok, xin chào tất cả các bạn, cô tên là Thùy và cô đến từ Vietjet. Đến với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần bài giảng của unit số 1. Và hôm nay chúng ta sẽ học lesson 1C, phần listening các bạn nhé. Ok, so without further ado, let's get started. Mình vào bài luôn nhé. Ok, so our first activity today is speaking. In this activity, you are expected to describe the photo. What are the girls doing? How are they feeling? And what do you think they are saying? Ok, so the picture here. Ok, hoạt động số 1, đó chính là hoạt động speaking, đúng các bạn? Các bạn sẽ mô tả bức tranh ở đây. Và để mô tả được các bức tranh này thì người ta đã cung cấp cho các bạn 3 câu hỏi mẫu. Đầu tiên đó là what are the girls doing? Hai cô gái này đang làm gì? How are their feelings? Họ đang cảm thấy như thế nào? Và what do you think they are saying? Và mình nghĩ là họ đang nói gì, đúng chưa? Ok, với hoạt động này thì cô khuyên các bạn là chúng ta sẽ pause video này khoảng chừng là 5 phút để các bạn có thể luyện tập phần speaking nhé. Còn với những bạn mà chúng ta vẫn chưa có ý tưởng gì cho phần speaking này thì các bạn hãy xem phần gợi ý của cô giáo cho các bạn nhé. Ok, so with the picture here, we can say there are two girls in the picture. One girl is worried and the other girl is talking to her to make her feel better. Right? Rồi, các bạn có thể thấy là trong bức tranh thì là có hai bạn gái, đúng không? Một bạn thì đang trông có vẻ rất là buồn và bạn còn lại thì đang cố gắng nói chuyện để làm để cho cô bạn kia cảm thấy ổn hơn, đúng chưa? Rồi, ok, so this is the first activity today. Ok, so now we move to listening. Ok, with the listening, first you are given listening strategy. Ok, so let's discover what listening strategy is. Ok, tiếp theo mình đến với cả phần nghe các bạn nhé. Thì ở phần này các bạn được cung cấp chiến thuật nghe, đúng chưa? Thì chúng ta cùng tìm hiểu với nhau xem ở trong phần chiến thuật nghe này mình được cung cấp những ý tưởng gì nhé. Ok, so you do not have to understand every word in the listening task. Just focus on the general meaning and try not to be distracted by words you do not understand. Ok, câu này có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Rồi, ok, cái listening strategy, cái chiến thuật nghe mà mình được cung cấp đó chính là gì? Ok, các bạn nhớ nhá, đó chính là chúng ta hãy tập trung vào để nghe và hiểu nội dung của cả đoạn hội thoại đó, chứ chúng ta không tập trung vào nghe từng chữ cái một, đúng chưa? Bởi vì chắc chắn là nó sẽ có những cái chữ cái mà nó sẽ có những cái chữ, nó sẽ có cái từ mà các bạn không biết nghĩa hoặc là các bạn không nghe ra được. Mà nếu như các bạn vẫn cứ cố gắng là để vắt óc suy nghĩ xem là cái từ đó là gì thì các bạn sẽ bị miss mất thông tin, từ đó mà các bạn sẽ không thể hiểu được trọn vẹn cái nội dung của đoạn hội thoại đó là gì, đúng chưa? Trong khi đó chúng ta cần phải hiểu nội dung, đúng chưa? Thì chúng ta mới có thể làm những cái bài tập nghe được, đúng chưa? Thì bây giờ các bạn hãy luyện nghe theo cái listening strategy này nhé. Rồi, ok, so this is the listening strategy. Ok, so now we move to the listening exercise to practice. Bây giờ mình đến phần bài tập nghe để mình luyện tập với nhau nhé. Rồi, ok, activity number 2. Read the listening strategy above and the 3 summaries of the dialogue below. Ok, đầu tiên là mình đã đọc với nhau cái phần listening strategy rồi các bạn nhỉ. Và bây giờ là chúng ta sẽ đọc 3 cái phần tóm tắt nội dung của đoạn hội thoại ở phía dưới, đúng chưa? Then listen to the dialogue which is the best summary. Sau đó thì chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại và tìm xem là đâu là phần tóm tắt đúng nhất cho cái đoạn hội thoại mà mình nghe, đúng chưa? Thì trước khi mà làm những cái bài nghe như thế này, chúng ta sẽ không nhảy vào và làm bài nghe luôn các bạn ạ, mà chúng ta sẽ đọc trước những cái đáp án ở dưới này để chúng ta hiểu được những cái đáp án này nó nói về cái gì. Và sau đó khi mà mình làm bài nghe thì mình chỉ việc nghe và mình chọn đáp án đúng thôi, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cả 3 đáp án lên và mình cùng tìm keywords các bạn nhé. Ok,
Đáp án thứ 1, đáp án A đúng không? Đầu tiên là mình có cái từ refuses là từ từ chối, đúng chưa? Tiếp theo là mình có disappointed là thất vọng, và nữa là exam results. Cái câu này mình có thể hiểu đơn giản là bạn Jack là bạn ấy từ chối đi chơi bởi vì bạn ấy đang disappointed, rất là thất vọng về kết quả của bài kiểm tra. Đúng chưa? Đoạn B mình có gì đây? Jack is anxious about the exams. Jack hiện tại đang làm sao nhỉ? Rất là lo lắng về bài kiểm tra sắp tới, đúng chưa? Và quyết định là gì? Not, không đi chơi với cả Tom. Đúng chưa? Rồi ok, mình đến câu C. Câu C mình có gì nhỉ? Relief, đúng chưa? Keywords đầu tiên mình có từ relief, có nghĩa rằng là làm sao nhỉ? Đang rất là nhẹ nhõm, đúng chưa? Bởi vì làm sao? Bài kiểm tra là 6 weeks away, tận 6 tuần nữa cơ. Vì vậy là agree, đồng ý đi chơi với cả Tom, đúng chưa? Đó, bây giờ các bạn đã hiểu được cả ba cái phương án này, nó đang nói về một cái nội dung nào rồi, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhá. Ok, ở trong trường hợp là các bạn không có thể nghe được hết tất cả những cái gì mà các bạn ở trong đoạn hội thoại nói đúng không, thì cô đã để cho các bạn cái phần transcript ở đây, thì các bạn hãy cố gắng listen and read nhá, và hãy chú ý vào những cái cụm mà cô giáo bôi đỏ ở đây nhá. Ok, let's listen. Track 1.8. A. Hi Zach, do you fancy going into town? I'm sorry Tom, I can't. I need to do some revision. Revision? For what? The exams next month. Oh, but they're 6 weeks away. I know. That's only 2 weeks for each subject. Look, I'm making a plan. This week it's maths. Next week... Okay, okay. Calm down. I can't. I always do badly in exams. I want these ones to go well. I need to study. See you later. Hang on. Why do you do badly in exams? You always study a lot. I don't know. I panic, I suppose. Exactly. You panic. You need to stay calm. Take a break from your revision. Come with me into town. Then you can get back to your revision tomorrow. Well, I don't know. Maybe you're right, Tom. Great. Come on then. But actually, I really want to finish this revision plan. Let's go out tomorrow. I'm busy tomorrow. Well, maybe at the weekend? I really think you should stop working for a bit. I'm sorry. Look, let's speak soon. Okay, it's your decision. Rồi, ok, so have you got the answer yet? Các bạn đã có đáp án của mình chưa nhỉ? Ok, nếu như các bạn đã có đáp án rồi hoặc là kể cả chưa có đáp án thì các bạn cùng đi lướt qua với cô nhé. Rồi, ok, các bạn đã để ý những cái cụm mà cô, những cái keywords này, key phrases hoặc là key sentences mà cô bôi đỏ ở trong bài ra rồi, đúng không? Mình cùng với nhau đi phân tích nhé. Đầu tiên là các bạn có thể thấy đó là gì đây nhỉ? Bạn Jack, bạn ấy nói là I can't, I need to do some revision, đúng chưa? Hoặc là gì đây? I always do badly in exams. I want this one to go well, I need to study. Có nghĩa rằng là cái bài kiểm tra này nó chưa đến, đúng chưa? Và bây giờ bạn ấy đang rất là lo lắng cho cái bài kiểm tra này, đúng không? Thế vì vậy đáp án A nó sai mất rồi. Bởi vì theo đáp án A thì là he is disappointed about his exam results. Có nghĩa là thi xong rồi thì có kết quả, đúng chưa? Vì vậy đáp án A là mình không thể chọn nhá. Tiếp theo là bạn ấy cần nói ra đây gì nhỉ? I panic, I suppose. Bây giờ bạn ấy đang rất là hoảng hốt, đúng chưa? Thế vì vậy đáp án C là cũng không đúng, đúng không? Đáp án C mình có thông tin đúng là he exams are 6 weeks away. However, he feelings is worried, đúng không? Cái cảm xúc của bạn ấy bây giờ đang rất là lo lắng, đang rất là panic, đúng không? Vì vậy không thể chọn là relieved được, đúng chưa? Việc đáp án C cũng là sai nhá. Đáp án đúng của mình trong cái bài này đó chính là đáp án B, đúng không các bạn? Đúng rồi. Jack is anxious about his exams. Jack bây giờ đang rất là lo lắng cho cái bài kiểm tra, đúng chưa? Và anh ấy quyết định là not to go out with Tom. Không đi chơi với cả Tom nữa, đúng không? Các bạn có thể thấy ở bên dưới là I really want to finish this revision plan, đúng chưa? Hoặc là câu cuối này, I'm sorry, look, let's speak soon. Nói chuyện sau nhé, đúng chưa? Rồi ok, thì đáp án đúng của mình là đáp án B nhá. Phần này dễ đúng không các bạn? Ok. Ok, so now move on. Mình đi tiếp tục nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ được học một cái cấu trúc mình gọi là cấu trúc lời khuyên. Cấu trúc này mình sẽ đi cả cái cụm là I think hoặc là I don't think rồi cộng với cả should,
đúng không? Khi các bạn muốn khuyên ai đó làm gì hoặc là không nên làm gì thì mình sẽ dùng cấu trúc là I think hoặc là I don't think đi với cả should, đúng không? For example, I think she should speak to her friend, đúng không? Tôi nghĩ rằng là cô ấy nên nói chuyện với cả bạn cô ấy, đúng không? Mình khuyên ai đó nên làm gì, mình sẽ dùng cấu trúc là I think rồi cộng với cả should nhá. Ok, thế bây giờ khi mà mình muốn khuyên ai đó là không nên làm gì thì các bạn nhớ nhá, for the negative, đối với câu phủ định thì mình sẽ dùng cấu trúc là I don't think rồi cộng với cả should, chứ mình không dùng là I think rồi cộng với cả shouldn't, các bạn nhớ nhá. Thế vì vậy là mình có thể lấy một ví dụ là gì nhỉ? I don't think we should borrow more money. Tôi không nghĩ là chúng ta nên mượn thêm nhiều tiền nữa đâu. Đúng chưa? Đó, mình sẽ dùng cấu trúc là I don't think rồi cộng với cả should. Các bạn nhớ nhá. Ok, now we move to activity number 3, speaking. Ok, bài này thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ sử dụng những cái cấu trúc như là I think hoặc là I don't think, và rồi mình match nó với những cái phrase ở bên dưới, những cái cụm từ ở bên dưới ấy, để thành một cái hoàn chỉnh. Đúng chưa? Ok, mình cùng nhau đi qua những cái cụm này nhá. Đầu tiên mình có từ calm down. Calm down có nghĩa là bình tĩnh, đúng chưa? Khuyên ai đó bình tĩnh, đúng không? Hoặc là stop revising. Revise có nghĩa là ôn tập, stop revising có nghĩa là thôi không ôn tập nữa, đúng không? Hoặc là revise tomorrow, ngày mai rồi ôn tập, đúng chưa? Finish his revision plan, hoàn thành kế hoạch ôn tập. Go out with Tom, đi chơi với cả Tom, và phone Tom soon, gọi điện cho Tom sớm, đúng chưa? Ok, các bạn có thể thấy câu ví dụ mình có là gì đây nhỉ? I think or I don't think Jack should calm down, đúng chưa? Mình ghép lại thôi. Hoặc là cô có thể lấy một vài ví dụ cho các bạn như thế này nhé. I think Jack should revise tomorrow. Or I think Jack should go out with Tom. Or I don't think Jack should stop revising. Or I think Jack should finish his revision plan. Or I don't think Jack should phone Tom soon. Đó, mình cùng ghép cái cấu trúc mà mình đã được học với những cái phrase mà người ta cho sẵn để thành những cái câu hoàn chỉnh như thế này các bạn nhé. Và bây giờ khi mà các bạn muốn khuyên ai đó làm gì hoặc là không nên làm gì, mình sẽ sử dụng cấu trúc câu là I think hoặc là I don't think rồi đi với cả từ should nhé. Rồi ok. Rồi mình đến với cả cái bài tập tiếp theo các bạn nhé. Activity number 4. In this activity, you will listen to 4 dialogues pausing after each one. Match the dialogues from A to D with the sentences below. Rồi ok, mình sẽ nghe với bài này các bạn sẽ nghe 4 đoạn hội thoại, đúng chưa? From A to D, và bạn sẽ match những cái đoạn hội thoại A, B, C, D đó với những cái đáp án from 1 to 4 này. Nhá. Bây giờ mình cùng đi qua xem là những cái đáp án này nó nói về cái gì nhá. The person with a problem, nghĩa là những cái người mà đang gặp vấn đề gì đó, đúng không? Thì lựa chọn của họ sẽ là gì, đúng không? A là accepts an offer of help, nghĩa là đồng ý một cái gợi ý giúp đỡ nào đó, đúng chưa? Hoặc là 2 này, do not follow the advice, không nghe theo lời khuyên. Hoặc là 3, feel bad because a friend is cross, đang cảm thấy rất là tồi tệ bởi vì một người bạn đang rất là tức giận, đúng chưa? Hoặc là 4, refuses an offer of help, từ chối một cái lời đề nghị giúp đỡ. Đó. Thế bạn cùng nghe xem là những cái người đang gặp vấn đề ở trong đoạn hội thoại ABCD, cái việc lựa chọn của họ sẽ là gì trong 1, 2, 3, 4 nhá. Ok. Rồi, với bài này thì các bạn cô sẽ dừng lại ở từng đoạn để cho các bạn có thể tìm được phương án của mình. Sau đó thì cô sẽ cho các bạn đáp án nhé. Ok, in case là các bạn kỹ năng nghe của mình chưa tốt lắm, đúng không? Thì cô sẽ chèn luôn cái phần transcript ở đây để cho các bạn listen and read, vừa nghe và vừa đọc nhé. Ok, các bạn chú ý vào những cái cụm từ mà cô bôi đỏ cho các bạn nhé. Ok, last lesson. Track 1.9 A. Hi Louis, are you going to watch the match? Yes I am, but I've also got this history project to finish, and the match starts in 20 minutes. Why don't we look at the project together? I finished mine. I can help you. We can try and finish it before the football starts. To be honest, I'm a bit bored with it. Come on, let's turn the TV on. Are you sure? Yes, come on. Well, okay. It's your project. B. Hi, Emma. Can I ask your advice about something? Sure, Matt. What is it?
My friend Toby's really angry with me. Oh dear, why's that? Well, I wrote something on his Facebook page, and he didn't like it. Oh no, what did you write? Oh, it was just a silly joke. And he didn't find it funny. Exactly. What should I do? I feel so bad about it. Why don't you give him a call and chat about it? I tried that. He didn't answer. Well, why don't you text him? You have to keep trying. I know. Track one. Chat about it. I tried that. He didn't. You text trying. I know. C. Hi, Ryan. Oh, you don't look very happy. What's wrong? Well, I saw Brandon yesterday and he told me about this girl, Amy. Go on. He really likes her. He wants to ask her out. So, what's the problem? I asked her out last week and she said yes. Did you tell Brandon? No, I didn't. I'm embarrassed. I don't want him to get cross with me. But you can't keep it a secret. You have to tell the truth. But it's difficult. Do you want me to have a word with him? Yes. Yes, please. Can you do that? Okay, I suppose so. D. Hi, Marcus. Hi, Alex. Can I ask your advice about something? Of course. Well, it's Jack's birthday tomorrow, and he's going out for dinner at a pizza restaurant. Okay. So what's the problem? I can't go. I haven't got any money. Oh. Does Jack know that? No, he doesn't. I didn't say. You need to tell him. I know, but I'm embarrassed. Well, you could speak to Jack and make an excuse. Say you've got a family dinner. What? Tell a lie? I can't do that. It's only a little lie. That's my advice anyway. Ok, so have you got your answer yet? Các bạn đã có đáp án của mình chưa? Nếu có rồi, hoặc là nếu chưa có, thì các bạn hãy cùng cô giáo phân tích nhé. Rồi, ok. Rồi, ok. Đây là đáp án của cô cho các bạn nhé. Rồi, ok. C là cái bạn mà accepts an offer of help, là cái bạn đồng ý lời giúp đỡ, đúng không? Ok, tiếp theo là cái bạn mà không nghe theo lời khuyên, đó chính là bạn D, đúng không? Tiếp theo, cái bạn mà đang cảm thấy rất là tồi tệ bởi vì bạn của mình đang rất là tức giận, đúng không? Đó chính là bạn D. Và refuse an offer of help, từ chối một lời giúp đỡ, chính là bạn A, đúng chưa? Rồi, ok. Okay, so now activity number 5. Listen again to a dialogue B, C, and D. Then complete the collocations from 1 to 6 with the verbs below. Okay, phần này thì các bạn hãy nghe lại nhé. Ok, ở đây thì cô giáo sẽ chữa với các bạn luôn. Các bạn có thể nghe lại nhé. Rồi, ok. Và các bạn để ý xem tất cả những cái phần cô giáo bôi đỏ ở dialogue from B to D á. Đó chính là những cái cụm mà các bạn sẽ gặp ở đây, đúng không? Nếu các bạn nào mà đang nghe lại thì hãy chú ý vào những cái cụm cô bôi đỏ nhé. Ở đây thì cô sẽ cho các bạn đáp án, đúng chưa? Đầu tiên là mình ở trong cái dialogue B, mình có cụm đầu tiên là find something funny. Có lẽ mình cảm thấy cái gì đó rất là thú vị, đúng chưa? Đó, mình có một cụm nữa, đó là gọi điện thoại cho ai đó thì mình sẽ có là give somebody a call, đúng chưa? Đấy là trong dialogue B nhá. Dialogue C thì mình có cụm đầu tiên đó là tell the truth, có nghĩa rằng là nói ra sự thật, đúng chưa? Hoặc một cụm nữa mình có have a word with somebody, có nghĩa rằng là mình have a conversation with somebody, nói chuyện với ai đó, đúng chưa? Ok, thế còn dialogue D. Trong dialogue D thì mình cũng có hai cụm. Cụm đầu tiên mình có make an excuse, có nghĩa là gì nhỉ? Lấy một cái cớ, viện cớ, đúng không? Và một cụm nữa đó là tell a lie, nghĩa là nói dối, đúng chưa? Ok, các bạn ghi chép những cái này vào vở để mình có thể học thuộc và vận dụng được nhé. Rồi. Rồi, ok. Activity number 6. Rồi, với bài 6 nhé. It is a speaking activity, right? In this activity, you are expected to work in pairs. Choose a problem and two suggestions from exercise 1. Or use your own ideas, plan a dialogue and act it out to the class. Rồi, ở trong hoạt động này thì các bạn sẽ hoạt làm theo nhóm cho cô nhé, một nhóm 2 người nhé. Các bạn sẽ chọn cho mình một cái vấn đề
và hai cái cách giải quyết từ bài tập số 1. Hoặc là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái ý tưởng riêng của mình, đúng chưa? Sau đó thì các bạn sẽ cùng nhau lên ý tưởng cho một đoạn hội thoại và cùng nhau diễn trước lớp nha. Ok, mình có một cái ví dụ thế này. Student A này ask what the problem is and give student B your advice, đúng không? Bạn A sẽ hỏi bạn B là bạn B đang gặp vấn đề gì, và bạn A có thể đưa ra một cái lời khuyên cho bạn B luôn, đúng chưa? Sử dụng luôn cấu trúc là I think or I don't think you should, đúng chưa? Student B mình có là gì nhỉ? Tell student A what the problem is and reject or accept their advice, đúng không? Bạn A đã hỏi rồi thì bạn B sẽ là người trả lời, đúng chưa? Trả lời là cái vấn đề mà bạn đang gặp phải là gì, và bạn sẽ đưa ra là bạn đồng ý hay là bạn từ chối cái lời khuyên của bạn A, đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, ok. Ví dụ nhá. Hi, how are you? Đúng không? I'm okay, but I'm worried. I can't find the DVD I borrowed from my friends. Đúng chưa? Mà vấn đề là bạn A bạn hỏi bạn B là hi, bạn có khỏe không, đúng chưa? Thì bạn B bạn ấy mới nói ra cái vấn đề của mình là gì. Đó, thì các bạn xem vào cái đoạn hội thoại mẫu và mình có thể plan a dialogue nhé. Và với những các bạn cặp đôi nào mà chúng ta chưa có một cái ý tưởng thì các bạn có thể tham khảo đoạn hội thoại mà cô ghi bên này cho các bạn nhé. Hi, how are you doing? Not too bad, but I'm so nervous. I didn't do well in my English test. I'm afraid that I will fail. I think you should be positive. You study so hard. You will get a high score. Thank you so much. I think we should go out to play volleyball. That's a good idea. Let's go. Ok, đấy là đoạn hội thoại mẫu của cô. Các bạn hoàn toàn có thể đưa ra ý tưởng riêng cho mình để luyện tập phần speaking với cả bạn cùng bạn của mình nhé. Rồi, ok. This is also the end of our lesson today. Thank you so much for your listening and see you again. Bye bye. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.